Những ngày qua, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa khá rõ rệt. Trong khi miền Bắc có thời tiết khá thuận lợi, thì miền Trung phải trải qua một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương. Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong tháng 11. Cụ thể, tình hình nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ Nhiệt độ cũng cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình các năm. Trong tháng 11 này, các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Riêng Tây Nguyên Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và sông, tập trung nhiều vào giai đoạn nửa đầu tháng. Ngoài ra, Cơ quan Khí tượng Thủy Văn cũng nhận định, trong tháng 11 năm 2023 còn có khả năng xuất hiện khoảng 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Không khí lạnh cũng tiếp tục gia tăng về tần suất, nhưng cường độ các đợt gió mùa đông bắc có khả năng không mạnh. Bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh có khả năng sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ. Do vậy, các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thái thời tiết như không khí lạnh kết hợp với giải hồi tù nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao sẽ còn xảy ra trên khu vực cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực này. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc cũng tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sông, lốc, xét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thiên tai, các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo chính quyền và người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của trung ương và địa phương bên cạnh đó người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương